đến thăm làng gốm Bầu Trúc để xem các nghệ nhân ở đây đã hoàn thiện một tác phẩm gốm như thế nào. Trời lắng nhiều khối đất này. Đất hả? Đó. Mình nhắm. Một ngày nào trộn hai cát ba đất. Hai cát với ba đất. Xong rồi bây giờ là công đoạn này là chị đang nhặt lên mình trộn với cát mình đạp. Cái này không dùng máy à chị? Không. Vì sao lại không dùng máy? Không có được. Nó dẻo quá thầy. Không có được. Lúc 20 tuổi, 50 là gốm đây là gốm truyền thống làm bằng tay. Từ bà sang mẹ rồi mẹ sang con. Thế sao không dùng bàn xoay để xoay mà phải xoay người thế này cô? Để truyền thống từ bà sang mẹ sang con làm bằng tay không làm bằng máy. Cái này là làm bằng máy không được. Đi làm bằng tay lâu lắm, làm bằng tay không có biết bao nhiêu, cứ mình làm vậy cả ngày. Có khi nó ra 10 cái, 5 cái. Thế là cái này phải trộn tỷ lệ bao nhiêu đất, bao nhiêu cát hả cô? Đây thì hai đất một cát, hoặc ba đất hai cát. Đúng là đúng tỷ lệ của nó, mình mong nó không có bé mà mình còn. Thế cái bình gốm này thì sau bao lâu thì cho lên nung được hả cô? Cái này mình phơi, để cho nó khô mà mình gà láng rồi bắt đầu mình phơi. Phơi 2 ngày. Phơi 2 ngày nó khô xong bắt đầu mới cho vào lò. Thế một lò thì nung được khoảng bao nhiêu cái bình này ạ? Một lò mình nung được 100 cái. 100 cái. Thế mà bao nhiêu ngày thì cô nung một bình này, một lò này? Là mà đúng một tháng mình nung một lò. Bây giờ một cái bình như thế này nếu mà hoàn thiện thì bán bao nhiêu tiền hả cô? Đây hoàn thiện là bán 100 cái. Thế là một tháng là được bao nhiêu cái ạ? Mình làm đủ thứ ấy, không biết bao nhiêu cái. Bà chủ cho em hỏi xem là cái gian trưng bày này chị mở lâu chưa? Dạ lâu rồi chị. Từ năm bao nhiêu chị nhỉ? Con biết năm mấy không? Mà làm này nghề này lâu rồi. Vâng. Thu nhập của các lao động là bao nhiêu tiền một tháng chị? Tùy nhân viên, tùy nghề nhân. Tùy nghề cao thì giá cao, tùy nghề thấp thì giá thấp. Nghề nhân thích làm cái gì là mình bán cái đó. Cái này là cho người ta tự sáng tạo luôn. Cho mấy nghề nhân tự sáng tạo luôn. Có khi mình làm theo mẫu người ta đặt á. Đây là những cái này là sáng tạo tự do đây các bạn ấy làm đúng rồi. Sáng tạo tự do. Với lại đòi hỏi của khách á, khách thích con gì á thì mình thấy con khách đòi cái đó là mình tự làm. Em thấy ở đây có các cái bạn trẻ, các bạn ấy cũng tham gia làm ở đây thì các bạn đang học nghề hay là? Đúng rồi, tập làm á. Cái đây em này là nghề nhân rồi. Tay nghề cao rồi, có lương ăn rồi. Còn mấy đứa em nó mùa hè á thì kêu nó qua đây làm. Nó biết làm đấy, nó yêu nghề, nó biết làm thì nó cũng mai mốt nó cũng có lương. Thank you.